Vậy giấy phép mình tại chỗ luôn. Con cạp giờ biết đường gắn không? That didn't go up like that, so that somebody can sit off the head. Này giống như kiểu là cho nó hơi. Đó, nó có cái chỗ cao lên cho cái đầu. Đó, cái giường này đẩy đi được, có gì bà đẩy bệnh nhân được. Rồi bây giờ để cái giường vô mới thấy ra dáng bệnh viện nè. Vậy thì giờ có việc gì là cứ chạy tới đây trị, chứ không phải đem qua xã bên kia rồi bị đuổi tới đuổi lui như bữa nữa. One suit and this one, yeah, and set. No problem. Ata. Nhím cho bả một cái áo sơ mi, một cái áo khoác, áo vest khoác, với mấy cái áo ngực của dì Thảo. Cho bả một cái mùng, với mẹ bả một cái mùng. Mấy cái áo ngực chị Thảo gửi qua bên này không đủ hửi. Nhím kêu ông Cạp, nhím chỉ người ông Cạp, ông đoán sai, nhắm cái nào vừa hay không. Mà nhím lén, nhím gói, nhím đưa từng người một. Chứ đâu dám công khai, ta dành, ta giật, biết đầu chia. Bữa khán giả nhà mình hỏi nhím là sao không trồng dưa leo. Có dưa leo nhà mình. Có dưa leo mà giờ có trái luôn rồi nè. Nhiều lắm, ê, nhà mình coi nè. Đợt này là nhím không có trồng mướp với bầu đồ ở bên cái lưới B40 này nữa. Cái trái nó bự quá, nó nặng. Nhím giờ qua bên chỗ cái vàng bên chuồng gà rồi. Trời ơi, dưa leo bông hết rồi. Ôi thôi, dưa xi. Xi của cung ba. Đắt đắt bự ăn. Eat two small one maybe. You and do it also. You eat, you take now. Cái này nhím trồng không phân, không thuốc gì hết trơn. Có nhiêu ăn nhiêu. Này được 4 giây. Trời, hai trái nhỏ đây luôn, tại vì có mắm tép đó nhà mình. Mắm tép chấm dưa leo. Ôi thôi, ăn chao đi. Chao chấm dưa leo hết sảy luôn. Này mồng tơi này nhà mình. Thôi ơi, mồng tơi ăn hoài không hết. Bây giờ thì Nhiễm vừa ăn khô bò, vừa coi cái pha xà bông rửa chén để Nhiễm rửa thử như thế nào. Quà tan gói bột hình con sùng và 9 lít nước quậy đều đến khi tan hết. Cho các gói nhỏ vào, chai hương vào, tiếp tục quậy tan. Cuối cùng cho gói bột trắng còn lại vào như vậy. Tao xong hết tẩy. Ôi dễ mà. Khoan, đọc kỹ lại nghe. Chơi với... Vậy em chơi lấy một trong những cái bình này. Của má Nhật Phương gửi hai bình. Một bình để ngâm rượu, một bình là để nhím ba cái nước rửa chén này. Xong nó có cái vòi á. Này chỉ Nhung nói nhím là kiểm tra coi nó có bị lủng cái gì không. Nhím thấy không có bị lủng đó. Giờ mình chơi nè. Bây giờ thì nhím đã pha thử một bình rồi nha mình. Cái này nó có cái vòi luôn. Để nhím thử coi. Để nhím thử coi cái tình hình bọt như thế nào. Tại vì mạng yếu quá đó, nhím không có nói chuyện với chị Tiết Nhung được. Không có trực tiếp gọi video được. Nhưng mà nhím thấy nó hướng dẫn cũng dễ. Cái này thì ăn ra như thế này thôi. Ồ, cái này nó rất là đặc cho nhà mình. Ồ, rất là nhiều bọt luôn. Cái này nhím lấy có chút xíu thôi. Cái này nhím lấy có chút xíu thôi mà nó rất là nhiều bọt. Thì nhím nghĩ không cần pha quá lỏng đâu. Mình xài mình pha đặc cũng được. Rất là bọt luôn, mà nó thơm cái mùi nước rửa chén nguyên chất luôn. Coi mà ốc mình vô ơn. Cái xài được. Vô coi mình tết vô ơn. This one is for you to color. You know how to use it, ba? Vô open your own something inside. Linh nè. This small bag. Uh-huh.
cái gì vậy? À ha, see bên candy your one do do one. Do get your own. Oh. Chưa đến được kiếp. Ok, so treat the way now. Xin cảm ơn má Nhung. Cảm ơn má Nhung. Ôi, xe đẹp lắm. Đẹp lắm. Don Lucito. Yes, I did buy my cupboard now. I'm going to rub for cupboard now, now, now. Cảm ơn Hồ. Cảm ơn. Xin cảm ơn má Nhung. Cảm ơn má. Right, keep very well. Keep inside cupboard. Your pepper is pepper in this school. The pepper that no carry food, sweet. So they eat. Now you only man only 12. Yo yo. That sweet auntie sent for you inside that small bag. How many remain? Pepper. The soft, the sweet. Very very well. You turn that clothes upside down. What's from the right one? Và nhiễm pha xà bông của chế Nhung, trời ơi, nó đã, nó thơm cái mùi con pho nhà mình. Mà nó giặt nó không có hao. Nhiễm pha là nhiễm pha nhiều nước luôn á. Kêu 10 lít, nhiễm nhất 15 lít luôn. Nhưng mà vậy chỉ cần lấy một cốc thôi, một cái ly như cái ly uống trà thôi. Là nãy giờ hai ông này giặt đóng đồ. Bữa nay cuối tuần cho mấy ông giặt đồ. You know enter today. Now enter this one I give him. See him here. Right, yeah? Collect. Ừ. Good luck. Luck. Sẵn đây cho luôn rồi ha, no problem. Mamo, how are you? Cho mẹ chồng 5 cái quần ấy của mấy chị gửi. Đồ ở Việt Nam mình mặc nó thoải mái, nó co giãn. Còn bên này kiểu như người ta xài ba cái vải dụng mà kiểu người ta may đồ á. Để thun người ta may đồ còn dư á, người ta may mấy cái quần gì người ta bán ngoài chợ. Mắc nha, 400-500 đồng một cái. Tính ở Việt Nam 10 nghìn mấy. It's very hot though. I often this one, let me see how it's using. Nhím không biết miếng dán này là miếng dán gì, miếng dán ở dưới chân. Để nhím đọc hướng dẫn sử dụng coi. Anything more? No. Rồi xong, còn là tiếng Tàu. Cái giai đoạn này bu cà lê. Mẹ Diễm nghĩ là dán như thế này mà không biết Diễm thấy người ta dán cái dính lòng bằng chân, còn mẹ dán vô chỗ nhất. Suy nghĩ là hai chú tay làm nào. Vừa kể sửa tiếng. Tell her if I come back, I will ask the doctor, I be like this. Diễm nói là để Diễm hỏi là chế Nhung coi là có phải là dán như vậy không, và dán ở chỗ nào. Tại vì Nhiếm thấy trong cái hộp này nó dán vô cái bàn chân. Mà Nhiếm thì Nhiếm không biết. Nhiếm không biết cụ thể là thấy như thế nào. Nó đâu có, nó Nhiếm thì Nhiếm không thấy nó viết cái tem Việt Nam. Nhiếm cũng rành luôn. Me do am. Them send it from Việt Nam, I do am here. Them send the camera for me. It blanchy. Check the one at GNC. You two was in play. Have the one was in clothes also. I want you to wash in place. Eat this one. Is this one wash in place? And this is now you wash finish. You just raise more water. The thing don't go. No be. Ice cream. Ice cream. Cái này Nhiếm không có bán một chai như thế này nhà mình. Thì cái chai như thế này là nó gọi là gì? Gọi là địa phương. Gọi là không có được. Nhiếm sẽ làm cái chai như kiểu. Cái chai mình mua cái chai chỉnh chu, mình dán cái nhãn vô là sản phẩm của người nước ngoài thì cái giá của nó sẽ cao hơn. Còn mà mình chơi cái chai như thế này thì mình sẽ bị thấp. This one is your... My mama. Your mama in Vietnam. 20,000. Your in Lao. It's my mommy. My mommy, I give my
my village mommy this one. My township mommy give my village mommy this mama, one. Mama, thank you very much. You, God bless you. Amen. God will live you long. Amen. Amen. Long Amen. Life and prosperity. Amen. God will give you more than this one. In Jesus' name. Amen. Hey. Cái này là của cô Vân Tuyết lì xì cho mẹ chồng, không phải là làm từ thiện giúp đỡ người nghèo nha, là lì xì cho mẹ chồng. Và còn 500 thì đóng góp cho cái anh trộm cốt sẻn, thì Diễm sẽ mở tiệm tạp hóa cho mẹ con anh ấy. Nói tiệm chứ thật ra chỉ xíu thôi, nhà mình chủ yếu là tiền của người ta, mình đưa cho người ta bằng cái cách như vậy, chứ mình không có đưa đồ ăn cho người ta ăn, mình đưa cho người ta bán, đang có cái vốn quay vòng người ta mua tiếp. Cứ ăn cái ngồi không ăn hết cái mốt cái lại điên trộm nữa. Giờ ổng đang nấu cơm nhà mình. Cái này là cái rau xăm đất bữa má Nhật Thu nói nè. Ở bên này người ta ăn như là một cái loại rau vậy. Một loại rau phổ biến như rau muống của mình vậy đó. Nhà Nhiễm thì trồng quá trời luôn. Ăn nó hơi nhớt 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 hay là ông cạp không thích. Cái ông này bậm nhậu mà cũng đeo theo xin cái mùng cho bằng được. Ông cạp nói là muốn xin cái mùng thì phải phụ giác lá, chứ không có cho không. Mấy ông này bu theo phụ. Phải vậy mới được nha mình. Do làm mà mới có tiền được, chứ tự nhiên cái ngồi dễnh kêu xin tiền này Nhiễm không có thích. Không phải là mình chảnh gì mà tại con người em vậy. Em không có thích xin người khác mà em cũng không có thích người khác xin em. Miễn em thấy ok, hợp lý là tự em cho, khỏi xin. This time, no, I never sell it, don't lose. Today, if people finish fast, after I will try to sell it, don't lose. Mẹ hỏi có cho mẹ quần áo gì không? Nhiễm lựa nhưng mà không thấy có kiểu của mẹ. Anh xin bao him dog hay he said. Có bác cả đi xuống. Long so con you and. Baba. Mba good evening. Ba I know million ka moto kana abada. I know million ka moto kana abada. O kana abada mbo. Okay, I'm by here for now. I have to go almost. I'm not sure. I'm going to go. He says he's dead already. Rồi, how him can run from? Follow him. Trời ơi, ông Nam Sô ông cũng bon chen, nhà mình ông đi làm ở thành phố về, ông nghe nói đi phát đèn ông cũng muốn đi theo this mà. This is for us. Welcome. Ông Nam Sô come? No. Yes. I'm not so fat though. I'm not so very fat though. Huh. I'm not so lẹ giữa đi bộ nhà mình. Ông đi đường tắt băng rừng, nhà Nhiễm đi xe. Thì cái này bây giờ bắt đầu người ta sạn ra, người ta ngâm muối xong người ta rửa tới sáng luôn. Thì mình phát đèn năng lượng là hợp lý. Ban ngày người ta máng lên trên đây người ta sạc. Ban đêm người ta xài. Mấy người này là thường là những người không có đất canh tác. Cái nghề chủ yếu kiếm sống của người ta là rửa cái rau đắng này ở suối. Người ta mua của những cái ông chủ có đất trồng nhiều. Giống như nhà Nhiễm bán cho cái cô mà có đứa con tưng tưng đó. Người ta theo kiểu gói đầu. Cứ đưa người ta rửa xong người ta đội đi bán dọc. Người ta đi chợ, đi thành phố bán đủ chỗ hết. Xong người ta lấy cái tiền đó về người ta trả lại cái vốn và cái lời người ta ăn. Ta làm ngày nào xài ngày đó, người ta không có khá giả giàu có gì. Cho nên là mình tặng cho người ta những cái này là cực kỳ hợp lý. Giống như là một cái sự giúp đỡ để mà bớt cái sự vất vả của người ta. Tại vì cái này rửa thâu đêm suốt sáng luôn. Cái rau này rửa nó lâu dữ lắm, nó mới hết chất đắng. Nhồi chóng mông luôn á. Amen. Thank you. No problem. God bless you. No problem. Amen. God bless you. Amen. Mấy cô này mừng, mấy cô này chạy. Nếu mà phát mà bác thẳng luôn là không đủ ở nhà mình.
không đủ, cho nên là cái phần tiền của mấy cô, của một cô gửi ở bên Mỹ cho Nhiếm, như kêu Nhiếm làm gửi mấy chị mua đồ ăn. Người chị bên Nhiếm mà trời ơi, bà chạy. Ôi trời ơi, bà chạy kìa. Ôi trời ơi, chạy kìa. Thank you very much. La 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 la. Nhiếm nhờ, Nhiếm sợ anh hai, cái phần của anh hai không đủ, thành ra Nhiếm mua thêm tiền của cô bên Mỹ gửi cho Nhiếm để Nhiếm mua đồ ăn. Mà mấy chế gửi đồ ăn quá trời, em mập như con heo rồi, thành ra là em nói chế Nhung mua đèn bị vô anh hai luôn. Có mấy cái vỏ của nó bị bữa mình khui hàng nhà mình lục banh chành, thành ra cho cái đèn gì không, cầm cái đèn. Ôi ơi coi kìa cái ừ. Ôi ơi nhảy. Ôi trời. Mami. Chị này ăn đi mấy. Hết rồi, chị này không đủ. Ở nguyên cái huyện đây là có hai con suối chỗ đi rửa rau đắng, ngay chỗ Nhiếm phát đây làm cái chỗ nhỏ thôi, còn cái khu bên kia nếu mà nói là phát đèn rồi khoảng 50 cái không đủ luôn á, cho nên là Nhiếm tranh thủ Nhiếm phát ở đây thôi. Ồ, người ta mừng dữ lắm luôn nhà mình. This one you can use solar. This one is solar. Solar. This one half way you can charge a solar. See, see, see. In the daytime you keep on for sun. If sun. Yeah, if no neighbor you keep on for sun. Yeah, no, if neighbor day charge with charge. See. Bây giờ ông Gạp ổng đang hướng dẫn người ta cái cách sử dụng cũng như là cách để sạc. Tại vì cái này kinh nghiệm của Nhiếm mấy lần của chị Hoa Hồng gửi qua đó, là mình phải sạc cho đầy pin trước một lần, xong rồi mình xài hết, xong rồi mình sạc bình thường lại. Chứ nếu không là nó dễ bị chai pin và nó sẽ không có bền. Yeah, no problem, no problem. Chú bà này tới trễ rồi, chú bà này tới trễ rồi, hết rồi nhà mình. Được có mười mấy cái à, mà anh hai nó chia rồi bao vậy. Cái này tới trễ rồi. Amen. Lội luôn chứ không hiểu bà nói gì, tại vì bà bị ngọng. Nhiếm amen đại luôn. Nhiếm không hiểu được. Ok, coi nó mừng bà nhảy dựng dựng kìa. Cái bà đó là cái bà hồi trước Nhiếm đi rửa u quà, bà nói đừng có quay phim tôi, đừng có quay phim tôi đó, và bữa nay là vậy đó. Bởi vì người bên này mà mình cho người ta cái gì đi rồi người ta mừng dữ lắm, mà muốn quay nhiêu cũng được, nhưng mà Nhiếm là Nhiếm không thích cái vụ mua chuột, để tôi tự nguyện. Rồi bây giờ nhà Nhiếm đã xong cái sứ mạng của anh hai giao phó hen, giờ trở về cái khu mà cái người nhập cư để phát đồ cho con nít. Cảm ơn nhà mình đã quan tâm theo dõi, hẹn gặp nhà mình ở tập tiếp theo nha.